Chú thích, nhiều điều trong biểu đồ này tỏ ra mù mờ và thậm chí sai lầm. Thí dụ, A trên Sagittarius, Nhân Mã, xuất hiện giữa Capricorn, Nam Dương, mà kết với Aquarius, Bảo Bình. Đây là một nhấn mạnh tạm thời và sẽ thay đổi trong một chu kỳ thế giới khác. Đây là một trong các bí mật được tiết lộ vào lúc điểm đạo. B trên sự bất động của năm huyền giai đang hết lâm phàm, đã đạt được giải thoát, chỉ ở trên các cõi thấp. 1. Về mặt huyền bí, huyền giai của các năng lực sáng tạo được chia thành 7, 4 và 3 bên trong 12 đẳng cấp lớn. 2. Trong chu kỳ lớn này, ba huyền giai có ý nghĩa sâu xa, huyền giai thứ tư hay huyền giai sáng tạo nhân loại và hai huyền giai thiên thần, tức huyền giai thứ 5 và thứ 6. 3. Huyền giai sáng tạo thứ tư thực ra là huyền giai thứ 9 và đó là lý do tại sao nó được gọi là huyền giai của các điểm đạo đồ. Điều này có thể được nhìn thấy bằng cách xem biểu đồ. 4. Trong luận về lửa càn khôn, chúng ta được dạy rằng các huyền giai 9, 10 và 11 đếm từ dưới lên có chứa manh mối đối với bản chất của Ani, tức hỏa thần quân, Lord of Fire, toàn thể sức sống của Thái Dương hệ. 5. Nhiều ánh sáng có thể đến với nhà nghiên cứu thành tâm qua việc nghiên cứu các con số liên quan với các huyền giai này. A trên 5 huyền giai đầu được xem như các trừ xuất thuần túy. B trên huyền giai 1 có các số 6, 1, 7. Huyền giai 2 có các số 7, 2, 6. Huyền giai 3 có các số 8, 3, 5. Huyền giai 4 có các số 9, 4, 4. Huyền giai 5 có các số 10, 5, 3. Huyền giai 6 có các số 11, 6, 2. Huyền giai 7 có các số 12, 7, 1. Cần ghi chú điều này như trong tham khảo GLBN sẽ được thấy đối với các huyền giai dưới các số khác. Điều này để che đậy, nhưng nó cũng làm rối trí nhà nghiên cứu. 6. Bốn huyền giai đầu đạt được giải thoát trong Thái Dương hệ thứ nhất. Ảnh hưởng của chúng đến địa cầu chúng ta qua trung gian của huyền giai sáng tạo thứ 5. 7. Do đó các huyền giai này được liên kết với bốn cung năng lượng vốn hoạt động như các cung thuộc tính thứ yếu dưới cung lớn thứ 3, cung thông tuệ linh hoạt. 8. Cung song ngư được thấy ở đầu của danh sách các cung hoàng đạo vì nó chi phối chu kỳ chiêm tinh lớn hiện nay của thế giới gồm 25.0005. Đó cũng là một trong các cung có ưu thế, dominant, có ảnh hưởng đến hành tinh chúng ta vào lúc biệt ngã hóa, individualization, khi giới nhân loại xuất hiện. Về căn bản, cung đó có liên quan với huyền giai sáng tạo thứ nhất hay cao nhất, mà đến phiên nó có liên quan với cung 3, cung thông tuệ linh hoạt. Đó là sản phẩm của Thái Dương hệ thứ nhất. Sự phát triển của sự giác ngộ, Illumination, nhờ một trí tuệ được khơi hoạt là mục tiêu đầu tiên của nhân loại. 9. Huyền giai sáng tạo thứ 5 cũng được đánh số 8, sắp được giải thoát. Nó đặc biệt có liên quan với huyền giai sáng tạo thứ 10, với tinh tòa Capricorn, ma kết Nam Dương, và với phàm ngã nhân loại. Phàm ngã này đang che khuất, vây, và tạm thời đang giấu, hider, nguyên khí Grace đằng sau cả hình tướng lẫn trí tuệ. Theo một vài hệ thống đánh số, số 8 được xem như con số của nguyên khí Grace. 10. Các thần kiến tạo cấp cao và cấp thấp hoạt động trên các cõi thứ 2 và thứ 3 của Thái Dương hệ chúng ta đều có các hoạt động của các thần này được phản ánh trong công việc của các Lunar Lord, Nguyệt Thần Quân và các sự sống của Elemental, tinh linh, tinh hoa chất. 11. Bạn nên để ý rằng huyền giai nhân loại trên biểu đồ 9, 4, 4 được quy định, assign, bố trí, không có một element, yếu tố, hành tố, đặc biệt nào vì huyền giai này phải dung hợp, field và tổng hợp tất cả nhân loại. Đây là một phần của các trắc nghiệm lớn của điểm đạo dưới cung Scorpio, bọ cạp, thiên hiết, hổ cáp. 12. Sơ đồ này được vẽ ra chỉ liên quan tới huyền giai sáng tạo thứ tư, tức huyền giai nhân loại. Nó không được vẽ liên quan tới các biểu lộ hành tinh khác. Sơ đồ này đã được biên soạn từ nguồn cung cấp kiến thức rất hạn chế vấn đề đã được phát hiện từ xa xưa như thế, và càng chính xác càng tốt theo các trường hợp. Mỗi một trong 7 huyền giai các thực thể được tìm thấy trong vòng 12 huyền giai. Các đấng này là các thần kiến tạo, builder, hay là các adjective agent, chính là ở trình độ các ngài, các tác nhân trung gian, intermediary, tất cả đều là hiện thân của một trong các loại lực phát ra từ 7 chòm sao. Do đó, công việc trung gian của các ngài gồm hai mặt. Một, các ngài là các tay trung gian, mediators, giữa tinh thần với vật chất. Hai, các ngài là các tác nhân truyền lực từ các nguồn bên ngoài đến Thái Dương hệ để sắp xếp trên đúc kết lại, form, bên trong Thái Dương hệ. Mỗi một trong các nhóm của các thực thể, BENQS, này cũng có bản chất thất phân,
Saturnary và 49 lửa của Brahma là biểu lộ thấp nhất của bản chất lửa của các ngài. Mỗi nhóm cũng có thể được xem như sa đoạn, pha lén, theo ý nghĩa vũ trụ, bởi vì có liên quan với tiến trình kiến tạo hay là các chủ thể chiếm hữu hình hài, occupier the form, ở mức độ dày đặc hoặc nhiều hoặc ít. Huyền giai 1. Huyền giai lớn thứ nhất được phát ra từ tâm của mặt trời tinh thần trung ương. Đó là con của chính thượng đế tức đấng bản lai, the firstborn, theo ý nghĩa vũ trụ, ngay như Đức Christ là đấng cao nhất, the eldest, trong một gia đình rộng lớn của các huynh đệ, và là đóa hoa thứ nhất trên cây nhân sinh. Biểu tượng của huyền giai này là kim liên, golden lotus, sen vàng, với 12 cánh xếp lại. GLBN 1, 233-250, 3-565. Cần nên nhớ rằng huyền giai này theo nghĩa đen là huyền giai thứ 6, vì năm huyền giai đã qua vốn là sản phẩm của Thái Dương hệ trước, trong đó trí tuệ, intelligence hay manas là mục tiêu. Năm huyền giai đã giải thoát toàn bộ đều là trí tuệ. Chính huyền giai này vốn là huyền giai thứ 5 theo thứ tự, và chúng ta được dạy rằng huyền giai này đang trong tiến trình giải thoát cuối cùng, hay là được điểm đạo thứ 4, 4E của nó. Vốn là nguyên nhân của một số hiện tượng trên hành tinh chúng ta, làm cho hành tinh chúng ta đáng được gọi là ngôi sao của đau khổ, Star of Suffering. Có một mắt xích nghiệp quả giữa giới động vật với huyền giai sáng tạo thứ 5 của Thái Dương hệ trước, làm cho chính nó được cảm nhận trong con người trong thập giá hình cần thiết của bản chất vật chất của động vật, đặc biệt theo các đường lối tính dục. Chúng ta phải nhớ rằng các huyền giai này hoạt động theo định luật hút, đó là định luật của các border. Huyền giai thứ nhất, thứ 6, này đang có đối với kiểu mẫu năng lượng của nó, trạng thái thứ nhất trong số kiểu mẫu thứ 6 của điện vũ trụ, và do đó sử dụng năng lực đặc biệt, kết hợp với lửa thấp nhất, tức lửa do ma sát, như nó tự cảm nhận trên cõi thứ 6. Các sự sống này được gọi là các con nóng bỏng của dục vọng, the burning sons of desire, và là các con thất yếu. Trong cổ luận, có nói đến chúng đốt cháy để hiểu biết, chúng lao vào các khối cầu. Chúng là nỗi khát khao của cha đối với mẹ, do đó nhất định chúng đau khổ, đốt cháy, và mong ước vượt qua lĩnh vực thứ 6 của giác quan. Huyền giai 2. Huyền giai thứ 2 được liên kết chặt chẽ với đại hùng tinh. Chúng ta được dạy rằng các ngài, dây, nhập vào qua tâm thất, ventricle, thứ hai bên trong tâm thiêng liêng, sacred heart, và là, như chúng ta được dạy trong GLBN, các nguyên mẫu của Monadus. Các ngài là cội nguồn của sự sống chân thần, nhưng các ngài không phải là Monadus, các ngài còn cao xa hơn nữa. Theo nghĩa đen, huyền giai này chính là huyền giai thứ 7, là dòng chảy vào, influx, trong Thái Dương hệ chúng ta của các sự sống, list, mà trong Thái Dương hệ thứ nhất. Các sự sống này vẫn còn ở trên cõi riêng của chúng, vô dĩ quá vô tội, tu silis và thánh thiện không thể tìm được cơ hội trong cơ tiến hóa vô cùng vật chất và thuộc trí tuệ. Thậm chí trong cơ tiến hóa này, họ sẽ thấy không thể làm gì nhiều hơn là tác động đến các sivas lâm phàm, tức các điểm chân thần người dịch, truyền đạt cho chúng năng lực để hiểu được bản chất của tập thể thức, tính chất của bảy thiên đế hay Avelimen, nhưng không thể có khả năng diễn đạt cảm nghĩ của chính mình một cách đầy đủ. Một vài manh mối cho cái bí ẩn này sẽ đến nếu đạo sinh thận trọng ghi nhớ rằng trong Thái Dương hệ chúng ta và bảy cõi của chúng ta chỉ có thể xác của Thượng Đế và chính xác thân đó là một giới hạn của biểu lộ của bản chất tam phân của Ngài. Huyền giai thứ nhất, thứ 6, có thể được xem như cố gắng thể hiện rung động trí tuệ của Thái Dương Thượng Đế, còn huyền giai thứ 2 được xem như thể hiện bản chất tình cảm hay là bản chất cảm dục vũ trụ của Ngài. Huyền giai thứ 2, thứ 7, dùng trạng thái thứ 2 làm kiểu mẫu thần lực của nó, trong đó kiểu thần lực thứ 7 tách ra từ nhiều loại. Có thể có ý tưởng nào đó về trình độ tiến hóa tương đối của Thái Dương Thượng Đế bằng cách nghiên cứu các trạng thái khác nhau của lực mà Ngài đang biểu lộ trong cuộc lâm phàm đặc biệt này. Chính năng lượng này mới thôi thúc các chân thần đi vào lâm phàm ở cõi trần, vì nó làm cho chính nó được cảm nhận trên cõi thứ 7. Các năng lượng đang hoạt động là các năng lượng mà Thượng Đế đã khai mở và là thành quả, thời gian của các cuộc lâm phàm trước. Tất nhiên các thiếu sót, gaps xảy ra và một số loại thần lực đang khiếm khuyết vì cho đến nay Ngài có nhiều điều cần đạt được về mặt vũ trụ. Chính năng lượng của huyền giai này mới tạo kết quả trong sự biểu lộ của lưỡng tính thiêng liêng và trong bảy trung tâm lực vốn là bảy năng lượng tâm linh. Huyền giai 3, huyền giai sáng tạo thứ 3 hay thứ 8 là một huyền giai đặc biệt lý thú. Các ngài được gọi là Chias, tam bộ, vì đang nắm giữ trong chính các ngài các sức mạnh của cuộc tiến hóa tam phân, trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Các Chias của sự sống này có sẵn trong ba ngôi của Trinity, tam vị nhất thể và tinh hoa của Thái Dương hệ trước theo một quan điểm nào đó. Theo quan điểm khác,
khi được khảo cứu như tinh hoa của huyền giai thứ 8 trước kia, các ngài là các điểm 8 mặt đang chờ cơ hội để bùng lên, flame food. Các ngài là các devas sẵn sàng phụng sự, mang lại cho huyền giai khác một vài tính chất còn thiếu. Huyền giai này được xem như những kẻ hiến tặng vĩ đại về tính bất tử, trong khi chính các ngài không tham gia lâm phàm. Các đấng hy sinh và bác ái là các ngài, nhưng các ngài không thể vượt ra ngoài thể dĩ thái của thượng đế đi vào thể vật chất trọng trược. Huyền giai thứ 3 này sử dụng trạng thái thứ 3 của điện lực thuộc loại thứ nhất của vũ trụ năng. Các ngài thay thế cho một chu kỳ lặp đi lặp lại của loại vũ trụ năng thứ nhất đó được tượng trưng bằng con số 8. Công thức cho các điện năng này thì quá phức tạp, không thể được đưa ra ở đây, nhưng nhà nghiên cứu nên nhớ rằng các huyền giai này biểu lộ 1. Vũ trụ năng thất phân, 2. Prana vũ trụ, 3. Năng lượng thái dương hay lửa điện, lửa thái dương và lửa do ma sát. Mỗi huyền giai biểu lộ một năng lượng tam phân hay một trạng thái của mỗi năng lượng nói trên, và việc đó cần một biến phân cửu phân, vì trước tiên cả hai đều tam phân như là cái thứ 3. Chính việc loại bỏ các sự sống của Triad bởi các đơn vị trong huyền giai thứ 4, tức huyền giai của các chân thần nhân loại, mà sau rốt mới đẩy nhanh con người đi vào lĩnh vực thứ 8, Isphere, cõi thứ 8. Y từ chối trở thành một đức Christ, một đấng cứu thế, Asafio, và vẫn duy ngã, Seo, Sanchez. Chúng ta đã bàn đến ba huyền giai đầu vốn được xem như bao giờ cũng nhìn thấy thanh dung của đấng cai quản Thái Uyên, xe anh the phây ập the rủ nơ ập đíp, hoặc là trở nên tinh khiết và thánh thiện đến nỗi các thần lực của các ngài đều ở trong sự tiếp xúc được nhận biết với cội nguồn phát ra của các ngài. Bây giờ chúng ta xem xét vắn tắt hai huyền giai có liên quan trực tiếp đến chúng ta, các thực thể hữu ngã thức của nhân loại. Theo nghĩa đen, hai nhóm này là ba, vì huyền giai thứ 5 là một huyền giai kép, và chính điều này đã đưa đến lầm lẫn nào đó và là ý nghĩa huyền bí đằng sau con số 13 báo điểm G, ILL, ông Min. Các ngài là những kẻ tìm kiếm sự hài mãn và là nguyên nhân của sự sa ngã thứ hai thành thời kỳ phát triển, sự thật đằng sau việc khoác lấy một bản chất thấp của ego. Các huyền giai thứ 4 và thứ 5 chính là thứ 9 và thứ 10 hay là các điểm đạo đồ và các đấng hoàn thiện. Tất cả các con người hay là các Jivas bất diệt là những người đang tiến hóa qua một loạt các cuộc điểm đạo các cấp, hoặc là tự tạo, self, intercess, hoặc là được mang lại trên hành tinh chúng ta với sự trợ giúp bên ngoài. Họ thành đạt qua một kết hợp với đẳng cấp kế tiếp với họ, đẳng cấp thứ 5. Lúc bấy giờ họ đã hoàn tất hoặc trở thành hoàn thiện, và chính là nhờ sự kiện huyền linh này mà huyền giai thứ 4 được xem như dương, còn huyền giai thứ 5 được xem như âm. Huyền giai 4. Huyền giai sáng tạo thứ 4 là nhóm mà trong đó trạng thái cao nhất của con người, từ phủ trên trời, Father in Heaven, được tìm thấy. Các sự sống này là các điểm lửa phải trở thành ngọn lửa, flame. Họ làm điều này qua trung gian của huyền giai thứ 5 và 4 tim bốc, wick, hay là hai huyền giai thấp lưỡng phân. Như thế, người ta có thể thấy rằng nơi mà con người có liên hệ thì các huyền giai thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 trong chu kỳ lâm phàm là chính bản ngã của con người. Các ngài là các đấng hy sinh và các đấng bác ái, tinh hoa của Át Mã Bút Đỉ. Khi nghiên cứu các huyền giai này, một trong các bài học giá trị nhất cần phải học là vị trí và tầm quan trọng của con người trong hành tinh hệ. Thí dụ Hierarchy chính là tinh hoa, Essence của sự sống trừu tượng, Intangible Life của tinh thần, Nguyên khí Bồ Đề là nguyên nhân huyền bí của cuộc phối ngẫu vũ trụ của tinh thần và vật chất. Dựa trên lòng bác ái và ước muốn của Thượng Đế, nhưng mỗi Hierarchy cũng tự biểu lộ qua một cuộc biểu lộ đặc biệt cần được thể trí hữu hạn của con người xem như chính huyền giai. Không phải như thế và phải cẩn thận phân biệt giữa các huyền giai này. Chúng là mầm mống tiềm tàng của các trung tâm lực và biểu lộ ra bên ngoài. Chúng hâm nóng, warm và truyền sinh lực, vitali, cho các nhóm hình hài. Chúng làm nảy nở và tự biểu lộ qua trung gian của một hình hài hoặc một huyền giai khác. Tất cả các huyền giai này đều có liên hệ chặt chẽ và là âm hoặc dương so với nhau tùy trường hợp. Như có nói trong GLBN1, trang 238, huyền giai này là nhà trẻ cho các Jivas lâm phàm, và nó mang trong nó các mầm mống của các sự sống, Lith, nào đã đạt được giai đoạn nhân loại trong một thái dương hệ khác. Nhưng không thể tiếp tục vượt quá giai đoạn đó do việc tiến vào của Pralaya, quy nguyên, thời kỳ tan rã này ném chúng vào một trạng thái tiềm ẩn, lã từng si. Chỉ ở mức độ vũ trụ, tình trạng của huyền giai này mới tương tự với tình trạng của các mầm mống của sự sống con người được giữ ở trạng thái che khuất, obscuration, trong giai đoạn giữa các dãy hành tinh, interchange. Ba huyền giai kia được bàn đến, huyền giai thứ nhất, thứ nhì và thứ ba là các huyền giai trong các thiên kiếp trước của sự biểu lộ của Thượng Đế đã hoàn toàn vượt quá giai đoạn nhân loại. Do đó,
các huyền giai đó là các nhóm và sắc tướng, trong khi các huyền giai còn lại đều là các nhóm hữu sắc tướng. Huyền giai sáng tạo thứ tư hay huyền giai thứ chín trong Thái Dương hệ này bao giờ cũng phải được xem như đang chiếm những gì có thể được xét như là vị trí thứ ba. Thứ nhất, các sự sống hay là ba ngôi của tam vị nhất thể. Thứ hai, các nguyên mẫu của con người, bảy spirit. Thứ ba, con người hay là biểu lộ thấp nhất của trạng thái tinh thần hữu ngã thức, self, conscious spirit aspect. Điều này cần được xem xét cẩn thận và không liên quan đến khía cạnh hình hài mà chỉ liên quan đến bản thể của các sự sống đang tự biểu lộ qua các sự sống khác vốn cũng hữu ngã thức hay là hoàn toàn sáng suốt. Một vài trong các huyền giai không có được điều này. Bốn huyền giai thấp tất cả đều có liên quan đến sự biểu lộ trong ba cõi thấp hay là trong thể hồng trần trọng trược của Thái Dương Thượng Đế. Các huyền giai này là các đấng có thể tách ra, discard, hay là vượt qua, pass through, thể dĩ thái của Thái Dương Thượng Đế và khoác lấy các hình tướng được tạo bằng hoặc là chất hơi, chất lỏng, hoặc là chất đặc. Các huyền giai khác không thể làm thế. Họ không thể rơi vào vòng hóa sinh hồng trần, physical generation. Các đạo sinh phải nhớ rằng theo quan điểm của Thượng Đế, các Solar Angel trên cõi trí, cõi phụ thứ 5 của cõi hồng trần vũ trụ, đang lâm phàm hồng trần, và cái được gọi là sự sa ngã thứ 2, second fall, áp dụng cho việc này. Việc sa ngã thứ nhất có liên quan đến việc khoác lấy hình hài bằng chất dĩ thái vũ trụ, như là trường hợp đối với các Heavenly Men, các nguyên mẫu, prototype của các Jivas nhân loại. Trong trường hợp sau này, các thể được dùng được gọi là vô sắc tướng, formless, theo quan điểm của chúng ta, và là các thể trọng yếu, vital body, được làm sinh động bằng prana vũ trụ. Trong trường hợp của chính chúng ta và các nhóm còn lại, các hình hài được tạo ra bằng chất liệu của ba cõi thấp, những gì mà Thượng Đế không xem như là nguyên khí, và do đó vật chất vẫn đáp ứng đối với rung động của Thái Dương hệ trước. Điều này hàm ý rằng bốn huyền giai thấp là các khoe nối giữa sự sống của quá khứ và của tương lai. Chúng là hiện tại. Chúng không kết thúc các tiếp xúc của chúng với nguyên khí sáng suốt linh hoạt của thiên kiếp trước, và vì thế phải tiếp tục các tiếp xúc như thế trong thiên kiếp này. Chúng sẽ thể hiện điều đó trong Thái Dương hệ này. Cái số 4 sẽ trở thành cái số 3 và lúc đó, chúng sẽ trở thành ba huyền giai vô sắc tướng cao siêu của Thái Dương hệ sắp tới. Trước khi tiếp tục việc xem xét của chúng ta về các huyền giai đặc biệt, cần nêu ra rằng trong các huyền giai này, một vài cái trong số đó được gọi là các huyền giai có ưu thế, dominant hierarchy, còn các huyền giai khác là các huyền giai phụ thuộc. Điều đó hàm ý rằng một vài trong số các huyền giai đó đang tự biểu lộ trong Thái Dương hệ này một cách đầy đủ hơn là những huyền giai khác, và điều này tất nhiên đưa đến hiệu quả là rung động của chúng được cảm nhận nhiều hơn là rung động của các nhóm phụ. Các nhóm chiếm ưu thế là nhóm thứ 2, thứ 4 và thứ 5, và điều này xảy ra bởi vì A trên nhóm thứ 2 là biểu hiện lớn của nhị nguyên, của đấng con khi ngài làm linh hoạt mặt trời. B trên nhóm thứ 4 là huyền giai của các chân thần nhân loại, chính là kẻ môi giới hay là những kẻ tổng hợp. Họ biểu lộ sự thành tựu của Thái Dương hệ 1 và mục tiêu của Thái Dương hệ 2. C trên nhóm thứ 5 hay thứ 10 được liên kết chặt chẽ với 5 huyền giai giải thoát và là một biểu hiện của sự sống tổng hợp của họ. Do đó, có thể nói rằng huyền giai thứ 5 được dùng như kẻ đại diện của 5 nhóm giải thoát, còn huyền giai thứ 4 là nhóm đại diện trong Thái Dương hệ này. Trong khi nhóm thứ 2 tái hiện lại cho con người, hoặc là hai nhóm hợp nhất này, những gì là trạng thái tinh thần, tử phụ, đấng bất chi, the unknown. Huyền giai 5. Như chúng ta biết do nghiên cứu GLBN, huyền giai sáng tạo thứ 5 là một huyền giai huyền bí nhất. Các huyền bí này gắn liền với sự liên quan của huyền giai thứ 5 với 5 nhóm đã giải thoát. Mối liên quan này có quan hệ với hành tinh đặc biệt của chúng ta, vốn không phải là hành tinh thánh thiện, có thể hiểu được phần nào nếu lịch sử của Đức Phật, Bút Hà và công việc của Ngài được dữ liệu, công templated. Điều này được ám chỉ, hinted, trong quyển thứ 3 của GLBN. Mối liên hệ của huyền giai thứ 5 với một chòm sao nào đó cũng có một liên quan với cái huyền bí này. Điều này được ẩn giấu trong các ma của Thái Dương Thượng Đế và dính líu mối liên hệ của Ngài với một Thái Dương Thượng Đế khác và sự tương tác của thiên lực giữa các Ngài trong một đại thiên kiếp, Great Mahakalpa. Đây là bí ẩn thực sự của rồng và đó là ảnh hưởng của rồng, dragon, rajun hay là năng lượng rắn, serpent energy. Nó tạo nên dòng lưu nhập của trí tuệ hay là năng lượng trí tuệ, mind energy, 46 vào trong Thái Dương hệ. Bị dính mắc chặt chẽ với các ma của hai thực thể vũ trụ này là nghiệp quả của thực thể vũ trụ thấp hơn, đấng vốn là sự sống của hành tinh chúng ta, đức hành tinh Thượng Đế. Chính các ma mặt này mới mang lại tôn giáo về rắn, serpent religion, và rắn hoặc rồng minh triết trong thời Lemuria. Nó có liên quan với Kundalini Thái Dương và hành tinh, tức hỏa xà, serpent fire. Một ẩn ngôn nằm trong sự kiện rằng chòm sao Thiên Long,
Dragon có cùng mối liên quan với đấng oan còn vĩ đại hơn thượng đế chúng ta, như là bí huyệt ở đáy xương sống có liên quan đến con người. Nó liên quan đến sự kích thích và đem lại sinh khí với một phối kết theo sau của các lửa biểu lộ. Một manh mối cho cái bí ẩn cùng nằm trong sự liên hệ của nhóm thứ năm này đối với hai cực thu nhỏ. Chúng là các khoe nối ngũ phân, các chủ thể kết hợp nhân từ và các tác nhân tạo nhất quán. Về mặt huyền bí, các vị này là các đấng cứu độ nhân loại, và từ nơi các ngài phát ra nguyên khí liên kết với trạng thái cao nhất, nguyên khí này nâng trạng thái thấp lên cõi trời. Khi các bí ẩn này được nghiên cứu thận trọng và việc áp dụng đúng được tạo ra với các sự sống của các nhà thực hành vĩ đại nhất về nguyên tắc nhất quán, vị trí của họ trong cơ tiến hóa sẽ trở nên to tát và cực kỳ quan trọng biết bao. Chính vì lý do này mà các đơn vị của huyền giai thứ năm được gọi là các quả tim bác ái nồng nhiệt. Các ngài cứu độ qua lòng bác ái, và đến lượt các ngài, các sự sống này đặc biệt gần gũi với tâm bác ái vĩ đại của Thái Dương Thượng Đế. Các thiên thần cứu trục vĩ đại này, các ngài là các con của nhân loại trên cõi riêng đích thực của các ngài, tức cõi trí, do đó bao giờ cũng được miêu tả như là có hình các hoa sen có 12 cánh biểu tượng này liên kết các ngài với con của bác ái thiêng liêng. Tức Thái Dương hệ biểu lộ, vốn được nói đến là một hoa sen vũ trụ có 12 cánh, và với hoa sen chân ngã của Thượng Đế cũng có bản chất 12 cánh. Do đó, chúng ta có một dòng năng lượng trực tiếp chảy qua A trên hoa sen chân ngã của Thượng Đế 12 cánh, cõi trí vũ trụ, B trên hoa sen Thái Dương 12 cánh, C trên tâm của hành tinh Thượng Đế cũng là hoa sen 12 cánh, D trên hoa sen chân ngã của con người 12 cánh trên cõi trí, E trên tâm điểm 12 cánh trong con người. Hay là nói cách khác, năng lượng tuôn đổ trực tiếp từ A trên Thái Dương Thượng Đế xuyên qua ba trung tâm vũ trụ lớn: 1. Mặt trời tinh thần trung ương, 2. Tâm của mặt trời, 3. Mặt trời vật chất. Bên trên trung tâm lực tim của hành tinh Thượng Đế nằm trên cõi dĩ thái thứ tư của vũ trụ, tức cõi bồ đề của chúng ta. C trên hoa sen chân ngã của con người trên cõi trí, mà theo sát nghĩa là một tương ứng với tâm của mặt trời. Điểm chân thần là một phản ảnh trong hệ thống con người của mặt trời tinh thần trung ương. D trên bí huyệt tim của con người trên cõi dĩ thái của cõi trần, mà đến phiên nó chính là một tương ứng với mặt trời vật chất. Như thế nguyên tử nhỏ bé được liên kết với sự sống vĩ đại ở giữa của Thái Dương hệ. Theo thiên luật, huyền giai thứ năm này cũng là một chủ thể phân phối năng lượng cho cõi phụ thứ năm của mỗi cõi chính trong Thái Dương hệ. Chỉ có điều cần ghi nhớ rằng trong ba cõi thấp, chính cõi phụ thứ năm tính từ trên xuống, trong khi trong các cõi tiến hóa siêu nhân loại, chính cõi phụ thứ năm đếm từ dưới lên. Như chúng ta biết, huyền giai này sử dụng trạng thái kép của Manas, một ở trong ba cõi thấp và một vốn làm cho chính nó được cảm nhận trong các lĩnh vực cao. Cần nhớ rằng tất cả các nhóm này, cho dù khi được đặt tên là vô sắc tướng đi nữa, lại là hình hài thực sự của mọi vật đang hiện hữu, vì vạn vật đều ở trong thể dĩ thái của Thái Dương Thượng Đế hoặc hành tinh Thượng Đế. Đây là một điểm cần thận trọng chú ý. Từ lâu rồi các đạo sinh đã xem hình hài như là thể xác trọng trược, trong khi đối với nhà huyền linh học, thể xác, physical body, không phải là hình hài, form, mà là một ảo tưởng toàn bộ, growth maya, tức là illusion, còn hình hài thực sự là thể sinh lực, body of vitality. Do đó, các huyền giai này là toàn bộ của các sự sống linh hoạt, vital life, và là cơ sở, substratum, hay là chất liệu của tất cả những gì hiện hữu. Chúng ta có thể xem vấn đề như sau: A trên 4 nhóm trên là các huyền giai tự biểu hiện qua 3 chất dĩ thái vũ trụ, chất thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Bên trên hai nhóm thấp nhất là các sự sống vốn được thấy hoạt động dưới hình thức vật chất giáng hạ tiến hóa, có tổ chức và không được tổ chức của thể hồng trần trọng trực của Thượng Đế. Chất lỏng và chất khí, với vật chất sinh động của bốn cõi phụ cao của thể hồng trần trọng trực của Thái Dương hệ. C trên huyền giai thứ năm có một vị thế lý thú như là thể trung gian, mediating body, giữa bốn thể cao với các thể vốn được tìm thấy trên ba cõi phụ thấp. Có một tương ứng sinh động và có ý nghĩa được tìm thấy giữa bảy bí huyệt đầu với bảy nhóm egos trên cõi trí, và có một tương đồng huyền bí giữa ba bí huyệt đầu, tuyến tùng quả, tuyến yên và bí huyệt ấn đường, với biểu hiện của bảy nhóm chân ngã này trong ba cõi thấp. Đây là một sự kiện huyền bí nhất, và tất cả các đạo sinh đang trầm tư về các định luật nhất quán phải để ý đến sự tương đồng này. Thật là hữu ích khi nhớ vị trí của các huyền giai này trong hệ thống, và khi nhận thức rằng toàn bộ các thể sinh lực này từ từ được gom vào thể biểu lộ trọng trực mà chúng ta xem như vật chất tiến hóa. Các hình hài được kiến tạo từ hình hài của tất cả các nguyên tử đến thể của chân ngã, từ hình hài của một đóa hoa đến hoa sen hành tinh hoặc thái dương rộng lớn, bởi vì các huyền giai này hiện hữu như toàn bộ các sự sống mầm mống, mang lại động cơ, cung cấp mô hình, và qua chính sự sống của chúng đem đến toàn bộ lẽ sống, giải sơn để che,
của tất cả những gì được nhìn thấy trên mọi cõi giới. Huyền giai 6 và 7. Các huyền giai thứ 6 và thứ 7 cung ứng các hình hài vật chất của ba cõi thấp. Các huyền giai này có một công dụng tối quan trọng và một vị trí lý thú nhất. Theo quan điểm của Thượng Đế, chúng không được xem như là các nguyên khí cung ứng, Providing Principle, nhưng theo quan điểm của con người, chúng rõ ràng là cấp cho con người các nguyên khí thấp nhất của Thượng Đế. Chúng nắm giữ cùng mối liên hệ với Thượng Đế như nhục thân đối với con người, và tất cả những gì liên hệ đến sự tiến hóa của con người đều phải, ở vị trí đặc biệt này, được nghiên cứu như đang diễn ra trong thể xác Thượng Đế. Chúng liên quan với sự hiển lộ của năng lượng vật chất, với sự thể hiện ra trong hiện thể hồng trần tất cả các mục đích thiêng liêng, và với cơ cấu hồng trần của một sự sống vũ trụ vĩ đại nào đó. Đặc biệt là như thế, khi chúng ta xem xét kỹ hai huyền giai, chúng là phần còn lại thấp nhất của thái dương hệ trước, và năng lượng của vật chất đó, chất lỏng, hơi và đặc, mà rung động của vi tử thường tồn của Thượng Đế trên cõi tối đại Niết Bàn, thu hút vào chính nó trong việc kiến tạo hình hài thiêng liêng. Với mục đích minh giải và khái quát hóa, có thể ghi nhận rằng huyền giai thứ 7 là sự sống hoặc năng lượng được tìm thấy ở tâm của mọi nguyên tử, trạng thái tích cực của nó, và huyền giai thứ 6 là sự sống của các hình hài của tất cả các thể dĩ thái của mọi đối tượng hữu hình. Chức năng của huyền giai này được tả rõ bằng các lời sau trong cổ luận, các Devas nghe được lời phát ra. Các ngài hy sinh chính mình và nhiều chất liệu riêng, các ngài tạo được hình hài mong muốn. Các ngài rút sự sống và chất liệu từ chính các ngài và vận dụng chính các ngài cho động lực thiêng liêng. Luận về lửa càn khôn, 1196-1207. Mọi năng lượng ở trên đều được huy động trong khi con người đang được huấn luyện với tư cách đệ tử và ở trên con đường đệ tử. Ghi chú, không được tiết lộ qua các cung nào của hoàng đạo huyền giai sáng tạo thứ nhất hoặc thứ 12 tôn đồ năng lượng của nó. Trước khi tiếp tục với việc phân tích các bảng biểu và nêu ra các liên hệ hỗ tương hiện có trong chu kỳ hoàng đạo đặc biệt này giữa 12 cung của hoàng đạo với 12 hành tinh, có một vài điều mà tôi muốn nêu ra ở đây liên quan tới các chòm sao hoàng đạo này. Chúng có bản chất là các điều khái quát, nhưng cái đặc thù và riêng biệt có thể được suy ra từ chúng. Trước tiên, tôi muốn nêu ra rằng 12 hành tinh đang chi phối 12 cung có liên quan trước tiên đến biểu lộ ở cõi trần của con người. Chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh phàm ngã, ảnh hưởng của chúng. Cộng với các tình trạng nghiệp quả do kế thừa, tạo ra các trạng thái chung quanh và các hoàn cảnh vốn đem lại cơ hội cho sự phát triển và sau rốt việc kiểm soát khía cạnh hình tướng của sự sống. Thứ nữa, 12 chòm sao có liên quan trước tiên với việc kích thích của linh hồn bên trong hình hài, tạo ra hoạt động bên trong mà, đến lượt nó, tạo nên các thay đổi trong biểu hiện bên ngoài, qua sự dung hợp của năng lượng của chòm sao với năng lượng của các hành tinh. Ảnh hưởng được tạo ra rơi vào hai giai đoạn. Một, giai đoạn thứ nhất trong đó cung thái dương chi phối con người và con người dần dần thích hợp để đáp ứng với linh hồn. Các khả năng tiềm tàng của con người trong kiếp sống này được khai mở. Hiệu quả trên ảnh hưởng của cung thái dương đôi khi được gọi là thế mạnh của mặt trời khả hữu, the potency of the sunar probability. 2. Giai đoạn thứ hai trong đó có sự đáp ứng ngày càng tăng với các năng lượng bị che giấu bởi cung mệnh. Các năng lượng đó tạo ra điều bất ngờ và gây ra việc thúc đẩy diễn trình tiến hóa và việc khai mở sự sống nội tâm. Cung mệnh được đặt tên theo ngôn ngữ của huyền bí học là mặt trời của triển vọng, the sunar possibility. Qua hiệu ứng của năng lượng tuôn đổ từ các cung hoàng đạo, con người đều chuẩn bị cho bước ngoặt về định hướng, crisis of orientation. Trong đó con người từ từ và dần dần đảo ngược cách thức tiến bộ của mình dựa trên vòng sinh hóa và bắt đầu quyết tâm đi tìm lại cội nguồn của mình. Lúc bấy giờ, y đi từ Aries, Dương Cưu, đến Pis, Song Ngưu, xuyên qua Taurus, Kim Ngưu, Scorpio, Hổ Cáp và Capricorn, Nam Dương trên Market, thay vì chuyển từ Aries đến Taurus xuyên qua Sagittarius, Nhân Mã, Leo, Hải Sư và Cancer, Bắc Giải. Bộ ba của các chòm sao nói trên trong hai lộ trình lớn này chung quanh hoàng đạo có một hiệu quả rõ rệt và quan trọng, được gọi là cung có ảnh hưởng tối thượng. Trong tiến trình này, nguyên khí trí tuệ, tức thể trí biết phân biệt, discriminating mind, được phát triển và trong mối liên quan đặc biệt này, không phải trong một liên quan tổng quát, tầm quan trọng được đặt vào ảnh hưởng của Aries, Gemini, Song Nam và Libra, Thiên Sứ. Dưới ảnh hưởng đó, con người học cách khắc phục dục vọng nhờ thực nghiệm với và kinh nghiệm của mọi loại dục vọng và thôi thúc ích kỷ. Như vậy từ từ và với đau khổ nhất định, linh hồn con người học cách hoạt động trước tiên như một thành viên của gia đình nhân loại,
và kế đó như một thực thể tâm linh, tức hồn thiêng, divination. Do đoạn trên, bạn sẽ thấy rằng một số lập trường mà nhà chiêm tinh học nội môn chọn lựa đi ngược với lập trường của chiêm tinh học chính thống của ngày nay. Lý do của việc này nằm ở chỗ trong việc đi xuống của các ý tưởng từ cõi của ý tưởng, các ý tưởng đó trở nên bị đảo ngược, revert, trên cõi cảm dục và lệ thuộc vào đại ảo giác, race, illusion. Chiêm tinh học cuối cùng phải chính mình thoát khỏi sự đảo lộn này. Việc hiểu biết đúng về hiệu quả của các năng lượng và các lực khác nhau sẽ làm lộ rõ ra rằng khi các lực hành tinh chi phối, các năng lượng trải rộng ra của cung Thái Dương và năng lượng chuyển động, driving energy, của cung mệnh tất cả đều được kiểm soát và được điều khiển bởi con người tâm linh đã giác ngộ, lúc bấy giờ bạn sẽ có một linh hồn ở trên chính ranh giới của sự giải thoát. Sao Dốt, năng lượng của 12 chòm sao và ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm và phát triển của ba tinh tòa lớn đang chi phối Thái Dương Thượng Đế được phối hợp với các năng lượng tự nhiên, innate energy, của 7 cung hoặc của 7 vị hành tinh Thượng Đế. Điều này đánh dấu một mức hoàn thiện. Các năng lượng bên ngoài này, ở đây tôi nói tới năng lượng của các tinh tòa chính, được chuyển cho địa cầu xuyên qua 7 hành tinh thánh thiện và 5 hành tinh không thánh thiện. Và khi có sự hòa nhập hoàn toàn của các năng lượng có liên quan và do đó có sự biểu hiện đầy đủ, thì một giai đoạn lớn của thế giới kết thúc. Cả một thời kỳ dài trong chu kỳ các cuộc lâm phàm này và các giai đoạn biểu lộ, con người hầu hết bị chi phối hoàn toàn bởi hoạt động của các hành tinh không thánh thiện. Như bạn biết, có 5 hành tinh loại này, Thái Dương đang che khuất một hành tinh, Mặt Trăng đang che lấp một hành tinh, chính địa cầu Mars Pluto nói một cách tượng trưng. Con người là ngôi sao 5 cánh và ở các điểm lửa, các lực của con người tuôn ra và trên mỗi điểm lửa đó xuất hiện một trung tâm tiếp nhận. Dĩ nhiên điều này được diễn tả một cách tượng trưng, nhưng ý nghĩa lại rõ ràng. Tuy nhiên, khi con người tiến gần đến con đường đệ tử, thì ảnh hưởng của các hành tinh thánh thiện trở nên ngày càng hiệu quả, cho đến khi sau cuộc điểm đạo cuối cùng vào thứ 5, các hành tinh không thánh thiện không còn chút hiệu quả. Mặc dù điểm đạo đồ sử dụng các năng lượng của họ một cách mạnh mẽ khi các năng lượng này tuôn đổ vào và qua các vận thể tiếp nhận, các vận thể đáp ứng và biểu lộ của mình, vì tất cả ba hoạt động và mục tiêu đều phải được ghi nhận. Các năng lượng của 12 chòm sao được phối hợp với các năng lượng của 12 hành tinh, nhưng khả năng khơi hoạt đáp ứng của chúng và khả năng để được tiếp nhận sáng 54 sốt. Nhận thức và sử dụng chúng tùy thuộc hoàn toàn vào loại cơ cấu đáp ứng của sự sống hành tinh và của con người cá biệt. Sự sống hành tinh, Planetary Life, trong đường đạo trong kỷ nguyên mới, quyển 1, trang 68, danh xưng này dùng chỉ thượng đế người dịch. Nói đúng ra, tâm thức tùy thuộc vào các vận thể, vehicle của tâm thức, vào trình độ phát triển của các hiện thể đó và tùy thuộc vào năng lực của cá nhân để đồng nhất hóa chính mình, identify himself, hòa mình với các năng lượng và các thôi thúc đang đến với y, và không những chỉ tùy thuộc vào những gì vốn đã là một phần được nhận thức hay là trạng thái của chính y. Có thể nói rằng đáp ứng cao siêu đối với các thực tại và các tính chất được tiết lộ và làm cho có thể xảy ra bằng tác động của năng lượng. Từ các cung hoàng đạo đều phần nào tùy thuộc vào ảnh hưởng đang giảm dần của các hành tinh để nắm giữ trạng thái tâm thức của con người. Hãy nghiền ngẫm điều này vì nó chứa đựng một chân lý huyền bí sâu xa. Như thế hai dòng năng lượng mạnh mẽ thuộc vũ trụ và Thái Dương hệ đi đến con người xuyên qua các trung tâm lực hành tinh đang chi phối, 7 hành tinh hệ trong. Thái Dương hệ và 7 trung tâm tương ứng của chúng trong hành tinh mà chúng ta sống trên đó và tuôn đổ vào 12 cung tượng trưng qua trung gian của chúng. Chính vì lý do này mà Thái Dương hệ của chúng ta được nói đến như là Thái Dương hệ có bản chất lưỡng nguyên, bác ái minh triết, và chính nhiệm vụ chính của con người là điều hòa các cặp đối ứng, Resolution of the Pair of Opposite Eye. Do đó, chủ đề của lưỡng nguyên, Duality, tràn ngập trên xuyên suốt qua, Jun Pru, toàn bộ lịch sử phát triển của con người. Trên tất cả ba cõi phát triển của con người, sự hòa giải đang diễn ra. 1. Trên cõi trần, chúng ta thấy có sự hòa nhập, merging của lực trọng trực và lực tinh anh, Theres and The Etheric Force. Việc hòa nhập này được hoàn thành trên con đường thanh luyện. 2. Trên cõi cảm dục, việc giải quyết các cặp đối ứng phải xảy đến. Việc này được hoàn tất trên con đường đệ tử. 3. Trên cõi trí, thiên thần bản lai diện mục, Angel of the Prison và tổng quả báo Geller on the Three Souls được mặt đối mặt. Sự tổng hợp của chúng xảy ra trên con đường điểm đạo. Những gì đúng đối với con người trong mối liên hệ này thì cũng đúng đối với nhân loại nói chung, đối với hành tinh thượng đế của địa cầu, cũng như đối với tất cả các hành tinh thượng đế và đối với một Thái Dương thượng đế. Sự tương đồng giữa sự hợp nhất các cặp đối ứng chẳng hạn trên cõi trần có thể được nhìn thấy trong sự hợp nhất hữu thức và có chỉ đạo của các lực hành tinh với năng lượng của bất cứ hành tinh đặc biệt nào hoặc nhóm hành tinh nào. Liên quan đến sự phân biệt để điều chỉnh và hóa giải mãnh lực của các cặp đối ứng trên cõi cảm dục,
Sự tương đồng có thể được nhìn thấy khi các năng lượng của cung Thái Dương và của các hành tinh được điều khiển và hiệu chỉnh một cách hoàn hảo. Sự tương đồng cũng có thể được đưa vào trên cõi trí. Và khi các năng lượng của cung Thái Dương và cung mệnh được phối hợp chặt chẽ và được thể hiện ra, trong trường hợp cả sự sống cá biệt hoặc một sự sống hành tinh, sẽ đến một điểm quyết định mà trong đó linh hồn và phàm ngã được đối mặt. Thiên thần bản lai diện mục, tức lửa Thái Dương phân tán và lửa điện tập trung cầm giữ, và tổng quả báo, đang biểu lộ và sử dụng lửa do ma sát, đều biết lẫn nhau bằng kiến thức huyền bí sâu xa. Lúc đó cánh cửa sẵn sàng mở rộng, qua đó sự sống và ánh sáng của ba chòm sao chính sau lần điểm đạo thứ ba có thể trở nên hữu dụng về mặt huyền bí đối với điểm đạo đồ, làm cho y trở thành người giải thoát hoặc một hành tinh thượng đế. Khi các nhà chiêm tinh học hiểu được ý nghĩa thực sự của chòm sao song nam, tức twins, cặp đôi, và các mãnh lực kép đang tuôn đổ qua cung này, các lực xung khắc như đôi khi chúng được gọi hoặc các huynh đệ hay gây gổ và đâm bổ vào sự sống hành tinh chúng ta, lúc bấy giờ phương pháp đúng đắn để giải tỏa các lưỡng nguyên sẽ được biết rõ. Cũng nên chú ý ghi nhớ rằng 7 trong số các biểu tượng dùng diễn tả 12 cung hoàng đạo đều có bản chất lưỡng phân và nhị nguyên tính, duality, có thể được suy đoán từ chúng. 1. Hai sừng con cừu, giam, trong cung dương cưu, Aries. 2. Hai sừng bò, bull, trong cung kim ngưu, Taurus. 3. Hai mặt của song tinh, twin, trong Gemini, hai đường kẻ. 4. Hai cảng con cua, crab, trong cung bắc giải, Cancer. 5. Hai đĩa cân của cân, balance, trong cung thiên sướng, Libra. 6. Hai đường song song của lực trong cung bảo bình, Aquarius. 7. Hai con cá, fishes, trong cung song ngư, Pisces. Do đó, 7 tinh tòa này có liên quan chặt chẽ với 6 trong số 7 hành tinh thánh thiện và liên quan với một hành tinh không thánh thiện. Có 2 cung mới là các hình đơn giản và không có ý nghĩa của nhị nguyên tính. 2 cung đó là 8. Biểu tượng cho leo, nhân sư hải sư, đó chỉ là đuôi của sư tử, liền tiêu. 9. Mũi tên trong biểu tượng mô tả cung nhân mã, Sagittarius. Chúng biểu hiện cho ý tưởng về sự cách ly, biệt lập, isolated separation, và một ý muốn nhất tâm. Hai cung này đều có cấu trúc tam phân rõ rệt, và điều này có một ý nghĩa rõ ràng đối với nhà huyền bí học. 10. Virgo, xử nữ trên thất nữ, là một cung tam phân. 11. Scorpio, hổ cáp, bọ cạp, thiên hiết, cũng là một cung tam phân, rất giống với biểu tượng của Virgo. Cả hai cung này đều có tính quyết định trong kinh nghiệm của con người vì chúng báo hiệu cho chức năng của hình hài tam phân và sự giải phóng của con người bị giam. Nhớ trong hình hài qua các trắc nghiệm trong Scorpio, nơi mà y chứng minh cho chính mình và cho thế giới cái thực tế của những gì mà Virgo đã che lấp hoặc ẩn giấu. 12. Biểu tượng cho cung Capricorn, nam dương ma kết, là huyền bí nhất. Nó che giấu cái bí mật của cá sấu, crocodile hay là Makara. Nó được kiến tạo bằng một lối thiếu chính xác và có tính lừa dối rõ rệt, sẽ được xem như một bí ẩn và do đó không cần giải thích. Các cung này và mối liên hệ của chúng đối với các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện sẽ được xem xét sau. Tóm lại, do đó con người phải được khảo cứu như một thực thể tam phân, một cá nhân kết hợp, biểu lộ, trong ba cõi thấp, A trên hồn thiêng liêng, spiritual soul, phản chiếu chân thần, B trên nhân hồn, human soul, phản chiếu hồn thiêng liêng, divinal soul, C trên phàm ngã, form nature, nó sẽ là chủ thể biểu lộ của hai bản chất cao. Ba huyền giai sáng tạo chi phối con người đang lâm phàm, đó là huyền giai thứ tư, hay thứ chín, thứ năm, hay thứ 10 và thứ 6. Trong lúc hợp tác, các huyền giai này tạo ra con người và đồng thời tạo thành lĩnh vực biểu lộ của con người. Bởi vậy, con người là một phối hợp của lửa điện, vốn là một lửa thiêng, và sau rốt trở nên đáp ứng với ba ảnh hưởng lớn đang chi phối. Con người cũng là lửa Thái Dương, là một solar angel, Thái Dương thiên thần, đang biểu lộ. Kế đó, con người trở nên ngày càng đáp ứng với các ảnh hưởng của 12 tinh tỏa. Con người cũng là lửa do ma sát và đến dưới ảnh hưởng của các hành tinh. Bảng dưới đây có thể minh giải một phần điều này. Một, lửa điện, con đường điểm đạo huyền giai thứ tư, biểu lộ đầy đủ của linh hồn, sự sống chân thần. Mục tiêu, huyền đồng với chân thần, tạo ra sự đáp ứng với ba tinh tỏa. 2. Lửa Thái Dương, con đường đệ tử huyền giai thứ năm, kinh nghiệm sự sống đầy đủ, sự sống linh hồn. Mục tiêu, huyền đồng với linh hồn, tạo ra sự đáp ứng với 12 chòm sao của hoàng đạo. 3. Lửa do ma sát, con đường tiến hóa huyền giai thứ sáu, kinh nghiệm sự sống nhân loại. Mục tiêu, đồng nhất hóa với phàm ngã,
tạo ra sự đáp ứng với các ảnh hưởng hành tinh. 3. Vòng đại luân hồi và khai mở tâm linh. Trước khi trao cho bạn phần còn lại của biểu đồ bàn về các chòm sao với cương vị là các tác nhân điều khiển, con đức tô, các năng lượng vũ trụ hay là các tác nhân truyền năng lượng riêng của các chòm sao đó, tôi xin nhắc nhở rằng nhiều điều mà tôi sắp nói ra sẽ được dựa vào trên vòng luân hồi và con đường của nhân loại, con người, khi y đi qua các cung tùy theo cách được nhận biết bởi chiêm tinh học chính thống. Con người, cũng như các hành tinh, đi giật lùi một cách rõ rệt qua các cung và có vẻ đi qua các chòm sao từ Aries đến Taurus. Nhưng đây là mọi phần của đại ảo giác, Great Illusion. Bên trên vòng luân hồi và con đường của loài người, tức hồn thiêng liêng, The Divine or Spiritual Soul, khi con người vượt qua các cung của hoàng đạo tùy theo cách được nghiên cứu của nhà chiêm tinh học nội môn. Đây là con đường của thực tại giống như con đường kia là con đường của ảo tưởng. Con đường này đưa vị đệ tử đi vòng quanh con đường từ lúc bắt đầu ở cung Aries đến lúc hoàn thành ở cung Pisces. Phương pháp hiện tại được dựa vào chân lý tạm thời rằng con người thông thường lệ thuộc vào bản chất không thật của biểu lộ và con người nghĩ thế nào, y sẽ trở nên thế ấy, as he think, so he is he. Tuy nhiên, khi y trở thành Hex Queen, tức Sun God, hay là Solar Angel, y bắt đầu đảo ngược tiến trình, lại chỉ ở bề ngoài, và một sự tái định hướng rõ rệt xảy ra. Do đó, các huấn sư ở trên khía cạnh nội môn nghiên cứu lá số tử vi chỉ ở trong mối liên hệ của nó với ba thực thể sau đây. 1. Lá số tử vi của chính hành tinh như là biểu hiện của sự sống của hành tinh Thượng Đế. Điều này liên quan đến việc khảo cứu về lá số tử vi của chân linh hành tinh, cũng như của sự sống làm linh hoạt với mối liên hệ và tương tác kết hợp của chúng. Thí dụ đối với hành tinh Thượng Đế của địa cầu, chân linh của địa cầu, The Spirit of the Earth cũng giống như phàm ngã, tức là form nature, so với linh hồn của con người. Cả hai lá số tử vi đều trồng lên vào kiểu mẫu hành tinh, planetary pattern, lúc đó hiện ra. 2. Lá số tử vi của gia đình nhân loại, của giới thứ tư trong thiên nhiên, xem nó như là một thực thể. Thực ra đây là việc nghiên cứu hai lá số tử vi, như trong trường hợp nói trên, lá số tử vi của giới linh hồn, của các con thiêng liêng của Thượng Đế trên cõi trí. Và việc nghiên cứu về thực thể vốn là sự sống cố kết của khía cạnh hình hài của giới thứ tư trong thiên nhiên. Điều này lại được làm bằng cách đặt chồng lên hai biểu đồ. Hai biểu đồ này được vẽ theo một tỷ lệ lớn và trên một chất liệu trong suốt mà nhân loại không biết gì cả. Trên các biểu đồ này có ghi chú mô hình sẽ xuất hiện khi linh hồn và phàm ngã được nhập lại cùng nhau và đưa đến các tình huống, các phát triển có thể có và các mối liên hệ, và rồi mục tiêu tương lai trước mắt xuất hiện rõ ràng. 3. Lá số tử vi của các đệ tử. Các đức thầy không nghiên cứu các biểu đồ của người kém phát triển thông thường. Không ích lợi gì khi làm như thế. Điều này lại có liên quan tới việc nghiên cứu hai lá số tử vi của đệ tử dưới sự kiểm tra một của linh hồn và lá số kia của phàm ngã. Tiến trình chồng lên lại được dùng đến. Trong một lá số tử vi, việc tái định hướng mới mẻ và sự sống nội tâm được tổ chức lại còn phôi thai sẽ được ghi nhận và nghiên cứu. Còn ở mặt khác, cuộc sống hướng ngoại và sự tuân thủ hoặc không tuân thủ của nó. Với các điều kiện bên trong sẽ là sự tùy thuộc vào sự chú ý. Như vậy kiểu mẫu sự sống sẽ hiện rõ, các năng lực sẽ được chỉ rõ, các vấn đề trên khó khăn sẽ biến mất và giai đoạn kế tiếp trước mắt sẽ lộ ra rõ ràng. Như thế điều lại trở nên rõ rệt là đến một mức độ nào đó, nguyên tắc về nhị nguyên tính đi vào mọi sự việc. Đó là thuyết nhị nguyên chuyển đổi, tùy theo nơi mà tầm quan trọng có thể được đặt vào, nhưng thuyết nhị nguyên này lại hiện hữu cho đến cuộc điểm đạo cuối cùng hiện hữu trong các giai đoạn sau của diễn trình tiến hóa. Trong việc hiệu chỉnh của các liên hệ hình hài, nhưng không hiện hữu trong tâm thức của đệ tử có trình độ tiến hóa. Đó là điểm chính yếu cần hiểu rõ. Ở đây, một điểm thứ ba phải được đưa ra, theo sau hai điểm được nhấn mạnh ở trước. Một phần lớn của việc nghiên cứu của chúng ta sẽ là lưu tâm đến mối liên hệ của 6 chòm sao trong nửa phần trên của vòng hoàng đạo, Zodiacal Wheel, so với 6 chòm sao nằm ở nửa phần dưới. Chúng ta sẽ xem xét năng lượng vốn là một con người, chú ý cách diễn đạt này, khi năng lượng đó đi theo chiều kim đồng hồ, clockwise, từ Aries, Dương Cưu, đến Taurus, Kim Ngưu, và kế đó đảo ngược lại tiến trình đi từ Aries đến Pisces, Song Như. Chúng ta sẽ xem xét các lưỡng nguyên tính được một trong các chòm sao cung cấp và sự trái ngược của nó, do đó chúng ta sẽ khảo sát các tính chất lớn được cung cấp bởi một chòm sao và đối cung, opposite side, của nó. Chúng ta sẽ đề cập tới các điểm này theo cách sau đây. 1. Theo quan điểm của sự bắt đầu trong cung Aries cho đến con người qua nhiều chỗ ngoặt, turning của bánh xe sự sống đạt đến điểm đảo ngược và tái định hướng. Con người tiến bộ từ điểm mà, trong bác giải, in cancer, y hợp thành một phần của khối mà với tâm thức của khối đó, còn phôi thai và không tập trung.
và với việc không có nhận thức nào về mục tiêu, ngoại trừ sự thỏa mãn của ham muốn theo bản năng, cho đến trong Scopro, hổ cáp, bọ cạp, y trở thành đệ tử chiến thắng, tìm được chính mình trong Leo, Hải Sư. Kế đến sự khủng hoảng về tái định hướng vốn có thể chiếm một thời gian dài và tạo thành một thời gian tạm nghỉ của nhiều kiếp sống đấu tranh. 2. Theo quan điểm của người trên con đường dự bị, đang tìm kiếm ánh sáng, đang phấn đấu qua các cung, như cổ luận diễn tả khi cứu xét điểm này, y chuyển từ phải sang trái, và kế đó lại từ trái sang phải. Y xoay quanh một cách chóng mặt trên một trục ham muốn. Y không biết nơi nào cần đi hoặc những gì cần làm. Bầu trời trở thành ảm đạm. Ở điểm này, cung Gemini, song nam, bắt đầu đóng vai trò mạnh mẽ của nó trong đời sống của các đệ tử, với cung nhân mã dần dần xuyên thủng quả tim bằng các mũi tên của nó, và kế đó dựa vào sức bay của mũi tên, con người đạt đến cung Capricorn, nam dương trên Market. Kế đến bước ngoặt từ bỏ, Crisis of Renunciation. 3. Theo quan điểm của đệ tử hữu thệ và điểm đạo đồ, tức là kẻ lại chạy qua con đường của Thái Dương và thấy rằng những gì mà chính y đã khám phá ở nơi cung Hải Siêu, Leo, tìm thấy tột đỉnh của nó nơi cung Bảo Bình, Aquarius. Tâm thức riêng rẻ của cá nhân trở thành tập thể thức trong cung Bảo Bình, và y bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự kết hợp căn bản đó của các cung, đó là tam giác trong tâm thức của nhân loại, Cancer, Leo, Aquarius. Ý thức đại chúng, ý thức cá nhân, tập thể thức. Tâm thức bản năng, tâm thức sáng suốt, tâm thức do trực giác. Kế đó, theo quan điểm của sự thành đạt trong Capricorn, trong nhiều kiếp sống con người hoạt động chung quanh con đường hoàng đạo, đi xuống vào tận bể của tâm thức quần chúng để trở thành cái mà các cổ thư gọi là con cua, the crab, dọn sạch đại dương vật chất đang trôi chung quanh linh hồn con người, và sau cùng trở thành một kẻ cứu thế đang hoạt động trong cung song ngư. Ngài đi vào thế giới con người để cứu nhân loại và để thúc đẩy thiên cơ. Lúc bấy giờ ngài là cá đang bơi tự do trong đại dương vật chất. Trong mỗi cung của hoàng đới, điểm đạo đồ luôn luôn biểu lộ sự khéo léo của thành quả tâm linh của kinh nghiệm sống trước kia, thực nghiệm trên thế giới và thành tựu của linh hồn. Sự ích kỷ bao giờ cũng được chuyển thành phụng sự linh hoạt sống động, còn dục vọng phải chứng tỏ sự chuyển hóa của nó bằng sự tinh khiết của đạo tâm tinh thần để huyền đồng với thiên ý. Có một hoặc hai điểm phải được bàn đến để giúp bạn nghiên cứu với các ý tưởng chắc chắn được đưa ra một cách rõ ràng trong trí bạn. Tôi có ám chỉ đến chúng ở một vài trong số các sách trước đây của tôi, nhưng sẽ là hữu ích khi đề cập chúng trở lại và nới rộng ý tưởng thêm một ít. Tôi đề nghị bạn nên ghi nhớ khi bạn đọc lại và nghiên cứu. Tôi thường nhắc đến sự kiện là toàn bộ khoa chiêm tinh học được đưa vào một tình trạng không tồn tại. Nó không có căn bản trong sự kiện vật chất và tuy vậy mãi mãi dựa trên sự thật. Như bạn biết rõ, hoàng đạo là con đường tưởng tượng của mặt trời trong bầu trời. Do đó phần lớn là một ảo tưởng, illusion, theo quan điểm ngoại môn. Nhưng đồng thời các chòm sao lại tồn tại và các luồng năng lượng vẫn qua lại, trộn lẫn và gài vào nhau khắp thể không gian, body of space, chẳng chút ảo tưởng nào nhưng rõ ràng là biểu hiện các liên hệ vĩnh cửu. Chính việc dùng sai các năng lượng khác nhau mới tạo ra ảo tưởng. Con đường của ảo giác này tất nhiên là một thực tại đối với nhân loại ngày nay cũng nhiều như là các ảo tưởng thuộc phàm ngã của bất cứ cá nhân nào. Các ảo tưởng này là do bởi sự an trụ, polarization của cá nhân vào cõi cảm dục. Cũng là lý thú mà ghi nhận rằng trong mối liên hệ này do tuế sai của phân điểm, precession of the equinox, thời điểm ngày và đêm bằng nhau. Một năm xảy ra hai lần, người dịch, một loại thần lực thứ tư được tập trung vào hành tinh và con người, nhưng là lực ít được nhận biết và được đưa vào đúng vị trí trong lá số tử vi. Tháng và cung tức là vị trí của mặt trời trong bầu trời, không thực sự trùng hợp nhau. Chẳng hạn khi chúng ta nói mặt trời ở cung dương cư, điều đó nhắc tới một chân lý huyền bí nhưng không hẳn là một sự kiện thông thường. Mặt trời ở cung dương cư vào lúc bắt đầu đại chu kỳ này, nhưng mặt trời không ở đúng cùng vị trí ngày nay khi nó nằm trong cung đó. Cũng nên nhớ rằng vì cần phải biết thời điểm sinh ra và nơi chốn lúc ra đời khi lấy lá số tử vi của cá nhân. Thế nên, để có một hiểu biết hoàn toàn chính xác và diễn dịch chính xác liên quan đến chòm sao, các hành tinh và địa cầu chúng ta, cần có được một thời điểm cố định từ đó để tính toán. Cho đến nay, thời điểm cố định đó chưa ai biết tới trong chiêm tinh học ngoại môn, dù cho thánh đoàn có được thông tin cần thiết và thông tin đó sẽ được làm cho hữu ích khi đến đúng thời điểm. Chính sự hiểu biết về thông tin bên trong này mới tạo thành nền tảng của các trình bày mà tôi đã đưa ra hoặc sẽ đưa ra. Nó dường như có tính chất thay đổi triệt để đối với nhà nghiên cứu chính thống. Phải có một sửa chữa thường xuyên đối với các kết luận trước kia của nhân loại và về điều này. Thí dụ nổi bật là câu nói trong Thánh Kinh, Bì Bồ, cho rằng ngày sáng tạo đầu tiên là 4004 trước TC. Khoa học hiện đại đã nhận ra đây là một sai lầm, nhưng nhiều người vẫn còn tin như vậy.
Trước kia tôi có đưa ra một ám chỉ mà cách tính toán rõ ràng theo chiêm tinh học có thể dựa theo đó khi tôi nêu ra thời điểm của cuộc đại tiếp cận Great Approach của Thánh đoàn đối với biểu lộ hành tinh chúng ta khi sự biệt ngã hóa Individualization xảy ra và giới thứ tư trong thiên nhiên xuất hiện. Tôi đặt tin tưởng rằng biến cố tuyệt diệu đó đã xảy ra cách đây 21.688.345 năm. Vào thời đó mặt trời ở vào cung Hải Sư, Leo. Vào lúc đó diễn tiến đã khởi đầu trên cõi trần và việc tạo ra các biến cố vật chất bên ngoài mất khoảng 5.0005 để hoàn thiện vào mặt trời. Vào cung sông Nam, Gemini, khi bước ngoặt cuối cùng của việc biệt ngã hóa xảy ra và lúc bấy giờ cánh cửa được khép lại đối với giới động vật. Người ta cho rằng cung nhân mã, Sagittarius, cai quản sự tiến hóa của con người, thì mặt trời ở vào cung đó khi thánh đoàn bắt đầu cuộc tiếp cận để kích hoạt các hình thức sự sống trên hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, Sagittarius chi phối giai đoạn tiếp cận bên trong. Mặt trời ở vào cung Leo khi việc biệt ngã hóa ở cõi trần xảy ra như là kết quả của việc kích hoạt được áp dụng. Mặt trời ở vào cung Gemini khi sự tiếp cận này được hoàn thành bằng việc thành lập thánh đoàn trên địa cầu. Đây là một trong các bí ẩn vĩ đại mà các nghi thức tam điểm là tượng trưng, vì biểu tượng của cung Gemini là cội nguồn của quan niệm về hai cột trụ, rất quen thuộc với nhân vật của tam điểm. Do đó, có thể nói rằng, nói về mặt biểu tượng 1, Leo thống ngự mức độ EA2, Gemini thống ngự mức độ FC3, Sagittarius cai quản mức độ của Mermet lên đến giai đoạn nâng cao của Đức Thầy, và Capricorn cai quản phần cuối của nghi thức và huyện giờ A luôn luôn có sự lầm lẫn đối với kẻ bắt đầu. Tức là người chưa có trực giác phát triển và luyện tập để dung hòa các bất đồng bề ngoài và các mâu thuẫn ngoài mặt xuất hiện trong giáo lý của minh triết muôn thuộc. Nỗi khó khăn này cũng sẽ được gặp trong khoa chiêm tinh học và một tham khảo nào đó đối với vấn đề cũng có giá trị ở điểm này. Tôi xin nhắc các bạn về chân lý huyền môn. Chân lý đó cho rằng sự diễn dịch và hiểu biết đúng đắn được dựa trên giai đoạn phát triển của cá nhân. Trong giáo lý bí nhiệm, HPB có nhận xét rằng đối với một số người, nguyên khí cao nhất mà họ có thể nhận biết một cách sáng suốt nhờ nó có thể là một nguyên khí thấp đối với người khác. Các tinh tòa và các hành tinh đang chi phối những người này có thể và chắc chắn có một tác dụng trên ảnh hưởng lên đa số và những người khác thuộc nhóm người bình thường và còn một ảnh hưởng thứ ba lên trên đệ tử hoặc điểm đạo đồ. Vì các năng lượng và thần lực khác nhau luôn lưu qua khắp thể dĩ thái của thái dương hệ chúng ta, việc tiếp nhận và tác dụng của chúng sẽ tùy vào trạng thái của các trung tâm hành tinh và tùy vào trình độ khai mở của các trung tâm lực trong con người cá biệt. Đó là lý do giải thích tại sao các sơ đồ và các bảng biểu khác nhau có thể dị biệt rất lớn và các hành tinh khác nhau có thể dường như đang cai quản các tinh tòa. Dường như không có một quy luật cố định nào và người nghiên cứu trở nên bối rối. Chiêm tinh học chính thống đưa ra một loạt các thước đo hành tinh và chúng đều chính xác đối với đa số nhân loại. Nhưng bậc đệ tử, tức là người đang sinh hoạt với các bí huyệt người dịch trên cách mô, đáp ứng với một sự phối hợp khác và chính là với những người này mà tôi sẽ đặc biệt bàn đến. Đó là lý do tại sao ba biểu đồ được đưa ra ở đây không xuất hiện cùng một lúc. Chúng được phác thảo để diễn đạt tình trạng liên quan tới ba nhóm. 1. Đa số người thích nghi với các kết luận chính thống và các kết luận chiêm tinh học đã được nhận biết. 2. Các đệ tử và các cá nhân tiến bộ thích nghi với các kết luận của chiêm tinh học nội môn. 3. Các huyền giai sáng tạo đang cống hiến tình trạng tạm thời trong chu kỳ thế giới này.